Ủa hôm qua anh Kiên gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi. Đến khi gặp á thì trời ơi 53kg nè. Trời ơi ốm ơi là ốm. Nói sao mà xấu dữ gì nè. Mới đi làm. Thực ra em nhìn thấy tờ đơn em mới cũng chạnh lòng ấy mà. Quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày nữa. Theo đầu em đang làm lành. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn rất là căng thẳng đúng không nào? Đang căng thẳng. Có căng thẳng không? Không ạ. Có không? Dạ không ạ. Chắc chắn không? Rồi bây giờ tên gì? Em là Dương Thế Dũng ạ. Năm nay em 33 tuổi. Nam em làm nhân viên khai thác vận tải biển. Dạ em tên Nguyễn Phương Yến. Năm nay em 33 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Ủa, xin lỗi Dũng quê ở đâu? Em quê Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Ồ, còn em dạ, quê? Dạ em quê Bến Tre ạ. Một người Hải Phòng, một người Bến Tre, hai nơi rất gần nhau. Làm sao mà gặp nhau được? Dạ thì lúc trước á là hai công ty á là đối tác với nhau. Ngày đó thì anh này á thì ảnh hay gọi điện thoại cho mấy em làm cùng công ty em. Cái này cái vô cái nghe cô này nói ủa hôm qua anh kia gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi sao mà gọi được. Đấy là em được gọi để bàn công việc thôi, tạo quan hệ thân mật làm ăn thôi mà. Mất sức dữ á, cứ điện thoại từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Ông não nó tiêu. Cuối cùng á là tán tỉnh tìm hiểu mấy cô kia mà dính cô này. Em thấy tính lằng nhằng lắm, cũng 246 hay 357 gì đây nè. Thôi mình cũng không có để ý làm gì hết á. Cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn. Đó mình lại đánh dấu hỏi, mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta. Thì em gọi điện thì thấy Yến thì nói chuyện cũng hiểu biết với cả đồng cảm được trong cuộc sống. Thì em mới xoay sang thì cũng nói chuyện với Yến nhiều hơn. Cảm tình nhau. Bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Chắc khoảng cỡ 3-4 tháng sau. Lúc đó em cũng đang thất tình, cũng đang buồn. Thì mình mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không. Thì em mới nhờ cô bạn thân á. Em mới nói ê mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không, hay anh vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy năm trước, mấy tháng trước. Tức là em dùng phép thử. Dạ. Em nhờ bạn em thử lòng dạ. Anh này giùm con dao hai lưỡi nghe 50-50 đó. Rồi cuối cùng sao? Dạ thì cô bạn thân đó cũng nhắn tin rồi cũng lả lơi anh ơi rồi chiều nay anh ở đâu, anh đi ăn ở đâu, rồi khi nào anh vào Sài Gòn, rồi em ở quận 1 được. Vẽ ra một viễn cảnh rất là đẹp luôn. Rồi sao? Cái anh này anh dính câu. Nhắn tin rồi đến thì em cũng trả lời bình thường thôi. Ai dè đâu thì bữa đó em đi nhậu mới lại sếp buổi chiều, vừa ngồi xuống thì Yến mới điện khóc. Em nghe tiếng khóc thì em bảo tại sao em khóc, thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh hồi từ hôm bữa giờ không, và đấy là bạn của em. Em mới giật mình ra. Sau đó em xử lý tình huống là sao? Thì em mới bực quá, em không biết làm sao được, mà mình trong lòng đâu có nghĩ gì đâu. Lúc em cúp máy rồi em không nói câu gì cả, phải chờ anh đấy. Mà không biết là em vào. Thì em mới bay ra đến 11:30 vào sân bay, thì em nhờ cô bé bạn cùng công ty và chỉ cho anh chỗ trọ của Yến. Thế là bắt đầu em mới tới cửa phòng, em mới gõ cửa, mở cửa ra nhìn em sững người luôn. Sao muốn làm lành luôn? Cũng hơi bất ngờ, là nghĩ là chắc là ngày mai rồi lại gọi làm lành thôi chứ cũng không nghĩ là đứng trước mặt mình. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên á cũng sụp đổ chưa? Làm sao? Thứ nhất là lúc nghe điện thoại á thì giọng ấm ấm trầm trầm nghe cũng tưởng tượng chắc một người đàn ông cao to đẹp trai. Đến khi gặp á thì trời ơi 53kg nè. Trời ơi ốm ơi là ốm. Nói sao mà xấu dữ gì nè. Nhưng mà rồi tiếp tục làm sao? Thì em nói thôi anh vô đây làm gì, thôi anh về đi. Trời đất ơi, gì? Em nghe xong cô đấy thì em mới bảo là thôi lấy làm không tin anh nữa thì anh quay đi về. Tôi ra đầu hẻm với khoảng chừng 50 mét gì đấy, thì em nhận được tin nhắn. Thôi anh vào đây trễ này rồi, anh quay lại đây nghỉ ngơi mà rồi tính sao thì tính bây giờ. Rồi thì hai bạn yêu nhau bao lâu? Được một tháng, yêu nhau được khoảng tháng, hơn tháng sau thì em bỏ hết công việc mà em chuyển vào trong này mà. Chịu ba mẹ có sốc không? Ba mẹ sốc. Rồi bà mẹ vợ em có sốc không? Cũng sốc được. Dạ mẹ em cũng ngạc nhiên là tại vì lúc đó mẹ em cũng muốn lấy chồng có điều kiện tí xíu. Mẹ em cũng làm mai cho em một cái anh Việt Kiều ở nước ngoài. Nhưng mà em nói là thôi mẹ ơi, có mình con xa xôi, con ở nước ngoài mấy năm cũng
mới về một lần thôi, mẹ đúng cho con lấy nước trong nước đi. Thỉnh thoảng con về con thăm mẹ. Cái mẹ mới nói tao không còn quan trọng, miễn sao mày sống sung sướng vui vẻ. Vui chưa? Dạ chưa. Vui chưa? Công nhận là vui hả? Lý do? Dạ đến khi sau hôn nhân thì nó sụp đổ hoàn toàn rồi. Bây giờ em nói cái từ là sụp đổ hoàn toàn, vậy thì cái sụp đổ lớn nhất của em là gì? Dạ ngày xưa thì em biết ảnh là một người cần cù làm việc nè, thương là thương cái tính đó. Nhưng mà sau thời gian cưới về chơi game nè, hút thuốc nè, hút đêm nè, vợ thì có khi không thèm nhìn tới vợ luôn. Hai tháng trời, vợ chồng giống như là người dưng vậy đó. Ủa, sao vậy? Em cũng biết nữa. Có phải do áp lực công việc không? Cũng không có gì đâu, bởi vì em cũng mới cưới mà, nên ra nó cũng lạ lắm. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi nó cũng gò bó mà. Bởi trước kia mình sống độc thân một mình mà, nó thời gian đấy em lại bị bệnh nữa. Bệnh gì? Bệnh cường giáp ấy. Bị tuyến giáp ở đây phải. Thật ra người tay chân kiểu nó run. Vâng, nên là cuộc sống vợ chồng nhiều khi nó không thuận. Có khi cần một tháng, hai tháng vợ chồng chẳng đụng nhau nữa. Lúc đấy thì cũng chưa có con đâu. Cái thời điểm mà lúc mà ảnh cứ như vậy á, giờ khi anh không đụng chạm tới em, lúc em suy nghĩ gì trong đầu? Lúc đó em suy nghĩ, em nói không biết là mình có bị cái gì hay không, hay là mình không có thu hút ảnh. Nói chung em cũng làm đủ biện pháp, là cũng thay đổi đồng phục các thứ, rồi làm đủ cái trò hết, cũng tối cũng rủ đi ngủ sớm rồi cái thứ, nhưng mà vô tác dụng. Vậy hả? Lúc em có hỏi ảnh tại sao không? Có, rồi anh trả lời sao? Nó đâu có gì đâu. Sau khoảng chừng một năm thì em mới nói anh ơi, hay em thấy anh sống như vậy không được, hoặc là anh bỏ game, hoặc là anh bỏ vợ, anh muốn chọn một trong hai đi. Thì lúc đó cũng có mấy lần là đòi đưa đơn rồi đó, cuối cùng mà mới nói là thôi anh chọn em, là mình làm lại từ đầu. Thì em nói rồi em cho anh cơ hội. Thì lúc đó em mới thấy ảnh bệnh nó cứ bủng rủng tay chân. Xong rồi nửa đêm á thì rung hết lẫy bảy người, giống như không điều khiển được mình. Bắt đầu tựa hết vào vai vợ, em phải chở anh đi đến bệnh viện cấp cứu nửa đêm. Nhưng sau đó em về em mới nói anh ơi, em thấy mắt anh là lòi mà cổ anh nữa. Cái xong mới rủ hay hai chồng mình qua trung tâm ung bướu đi, mình kiểm tra nếu mà có thì mình chữa bệnh, còn không có không vấn đề gì hết. Em vẫn thương anh, vẫn bình thường mà. Cái động viên mãi bắt đầu mới đi, mà em phải áp tải đó. Cả ngày đó em nghỉ làm, em quần quật ở bên bệnh viện với ảnh để khám tới cuối ngày thì ra cái bệnh là nó đã mấy năm rồi. Bác sĩ nói là khả năng điều trị thì phải 2 năm uống thuốc. Và cái điều đầu tiên là phải bỏ thuốc lá. Lúc đó hút ngày 3 gói thuốc. Trời ơi. Rồi bây giờ là ổn rồi đúng không? Bây giờ ổn rồi chị. Dạ xong rồi là về là bỏ thuốc lá rồi, nhờ vậy bắt đầu mới có con được. Bây giờ là bé trai đấy nghe. Dạ bé trai ạ, được 2 tuổi. Rồi là thỏa mãn rồi. Trong cái giai đoạn mà chồng em biết là bị bệnh á, thì có khi nào em nghĩ rằng là nếu như bị bệnh đó như vậy thì mình sẽ không có con, thì nó có phải là áp lực? Dạ lúc đó em cũng có suy nghĩ, em cũng động viên với ảnh là em cũng biết là tâm lý của ảnh sợ không có con. Em mới nói là không sao đâu anh cứ điều trị bệnh đi, nếu mà trong trường hợp không có con mình xin cho con nuôi. Em không quan trọng cái chuyện là anh có hỗ trợ em có con hay không có con đâu, không vấn đề gì hết. Đó em phải động viên ảnh. Thì lúc đó ông bà nội cứ ngày nào cũng gọi vào, sao hai vợ chồng bay có tin gì vui chưa? Nó dạ chưa, mà gọi thời gian dài á thì em phải chủ động em nói với ông bà, em nói là bố mẹ. Lúc đó em mới nói ảnh là bị bệnh, chứ lúc đầu thì hai vợ chồng cũng giấu bố mẹ. Dạ vì biết là sợ ông bà lo. Giờ cho ông bà hạnh phúc sung sướng lắm rồi đúng không? Dạ cho ông bà mừng lắm rồi. Thấy chồng em hiền hậu thì chắc không bao giờ nóng tính đâu ạ. Dạ không, cực nóng lên. Thì lần đó em đi làm việc với đối tác trên mấy cái tàu biển á, thì bữa đó sao vô tình á, cái anh đại phó đó mới về, ảnh lại không biết. Em lên em ký báo cáo thì ổng vỗ đùi em cái ảnh nói là đùi thon ghê. Cái mình mới bực mình, mình nói là anh, em không có thích như vậy, em với anh đó là công việc với nhau, không có nên vậy, em không thích. Cái lúc đó anh cũng có rượu rồi, em mới nói là không sao, đâu có gì đâu. Cái xong chiều đó em về, mình mới kể anh này nghe. Vô tình mình kể chơi thôi. Cái hôm sau mình đi làm, cái mấy người đồng nghiệp mới nói này nè, hồi Yến tao thấy chồng mày ở đuôi tàu kìa. Em sững người, em đang ở đầu tàu, em nói ủa ông này ra đây làm chi ta, mà em đâu có dám lại. Em đứng xa thôi, em nhờ bạn em lại đó coi ông làm gì. Cái ông mới đi một mạch lên phòng đại phó. Cái em mới nói với ông trực ban trên tàu đó, em mới nói là anh quản lý, anh lên trên coi chồng em làm gì trên, lỡ có xảy ra chuyện gì á anh kéo ra giùm em. Bây giờ em lên đó em gặp em, lẽ anh lên uống cà phê không? Em nghe em bực lắm, em lên tàu em vào phòng em mới bảo là xin lỗi, tôi là chồng của Yến, là làm giao nhận ở cái tàu này. Hôm qua nghe thấy bảo anh cũng có xúc phạm vợ tôi thì anh nếu mà cần thiết thì anh lên bờ. Còn kia đây là chị em phụ nữ làm việc đàng hoàng công ty này,
lần sau anh đừng có tay máy rồi là không có đụng chạm gì đến chị em vào công ty này nữa. Thế là ông nghe xong cũng xin lỗi. Xin lỗi thế là mới bảo thế là có anh em đàn ông hiểu nhau thế được rồi. Đây tôi nói cho anh hiểu thôi. Và bây giờ tôi xin phép tôi về. Thế từ đấy giờ là cũng có đến. Từ đấy giờ là thôi đó. Dạ. Thế còn vợ em? Vợ em có ghen không? Vợ em có ấy. Có một lần thì em cũng chat Skype nói chuyện với khách hàng đối tác của em mà. Vừa chat thì vừa tập thể hình tập tạ ở nhà ấy mà. Thì cũng có qua lại mấy câu. Em chat xong thì em quên không tắt Skype luôn. Thế là vợ về đọc được, chẳng nói chuyện câu nào luôn. Hai người chat hỏi qua hỏi lại. Anh nói em mà hỏi nữa em khen anh quá là em rớt tạ lên chân anh rồi. Đó, làm như vậy hả? Máu của người nó sôi lên. Bảo là nếu mà từ công việc thì đâu cần phải đùa giỡn như vậy đâu. Cái xong đó, anh thích ăn cơm thì anh làm đi, em không nấu cơm nữa. Cái xong cái em giận quá, em nói nằm đêm em mới suy nghĩ. Em mới nói hay là hôm nay vẫn tính như ngày xưa ta. Cũng lăng nhăng hay này kia nọ. Cái nằm nghĩ mãi đến hôm sau đó, em mới viết cái đơn là gì. Em viết xong em ký rồi em để lên bàn đó em mới đi làm. Thật ra em nhìn thấy tờ đơn em mới cũng chạnh lòng ấy mà. Quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày đó. Thế bắt đầu em làm lành. Chị hiểu cái tâm trạng của em, giống như là mình bị tổn thương nhiều lần rồi đó. Yeah. Mà vẫn cứ không chịu bỏ cái tật đó đó. Yeah, thì không chịu khắc phục đó. Mà rất may là sau khi mà nhận được cái đơn đó thì chồng em vô cùng sáng suốt là không ký. Không ký. Yeah. Cho nên bây giờ là hai bạn mới có cuộc sống hạnh phúc như thế này. Thế thì em bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi cái thứ nhất là tranh luận với nhau. Chưa đâu đâu đã nóng tính lên là bắt đầu quăng đồ lung tung vào. Đập đồ, đàn bàn ghế là mẻ chứ. Thế em có đập đồ không? Em không, chỉ có vợ em thôi. Cứ nóng lên là cái nào đập đồ. Nóng hơn đó là vì trong cái lúc đó, hai vợ chồng tranh luận. Nếu mà anh không hài lòng chỗ nào thì anh nói. Mà anh không nói mà anh lầm lì lì. Nhưng mà bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì nhất? Ban đêm đừng có hất khuy coi đá banh nữa. Em có làm được điều đó không? Dạ được. Em làm được điều đó không? Dạ. Rồi chồng em á muốn bớt nóng này. Đừng đập đồ. Em biết không, thực ra là vậy. Chị tâm sự với rất nhiều cái cặp vợ chồng á, thì cái nguyên nhân mà để cho người ta nóng nảy là do cái đối tác kia im lặng và bắt đối tác họ đón ý mình. Mà ai mà đón nổi, không thể nào đón ý nổi mình muốn cái gì. Thì bây giờ á, mình muốn cái gì, mình không muốn cái gì mình nói đi. Cô yêu cầu vậy mà. Dạ. Thì em nói đi, đừng im lặng. Im lặng nó đoán không nổi đâu. Yeah. Tại vì lớp lo con, lớp đi làm công việc về này kia nọ sao mà đoán nổi. Yeah. Đâu phải như ngày xưa son rỗi mà chưa con chưa cái mà. Yeah. Đoán còn không nổi nữa, đừng nói bây giờ. Cho nên nó bây giờ cho vợ bớt nóng. Thì giờ em mới nói đi. Nói. Em không đồng ý em nói luôn. Dạ. Đó, đừng để bụng nữa. Dạ. Vậy là xong. Dạ. Rồi đừng có thức khuya lắm. Vẫn được quyền coi đá banh đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà đừng có khuya lắm coi thôi. Thứ 7 để đảm bảo sức khỏe cho mình. Dạ. Đúng không nè? Chung mà ổng mà không nghe mà cứ cúp này cúp nọ thì em ra em cúp điện. Dạ. Rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi. Dạ. Hạnh phúc. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Nó kêu là mình để hai tay túi khoác thành này cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói mày làm gì sao tao chịu nổi. Mày còn dựa vậy là sao tao chịu nổi. Đúng rồi đó, đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi nghe mà thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Aquaseline làm nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại là chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa xuân. Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Dạ. Ủa như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai chung bạn nè, đúng không? Dạ, chung lớp luôn à. Học chung trường đại học. Học đại học mới gặp. Tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang. Rồi con lên Sài Gòn con học đại học.
thì mới gặp bạn này, thì chơi chung nhóm cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm ta lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nè, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc cái bình thường dưới nhà thôi, chứ không phải là đi tiệc gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ, ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi, nói đứa đẹp mà không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á, hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á, là bạn tập trung rất là cao độ. Mà cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ, ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh đúng không? Hình thức. Dạ, dạ con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè? Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc vòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại vì thời điểm nó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối, xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác thành là cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói mày làm gì sao tao chịu nổi. Là tao không muốn nói là tao thương mày đó. Dạ. Tao thích mày. Mày còn dựa vậy là sao tao chịu nổi? Mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ, dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại, dạng như... Và lúc đó là... Lúc đó là con im lặng luôn, con im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết, cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới. Rồi lúc đó Hoài sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Tức là mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi cũng im luôn. Được thôi, tôi sẽ đồng quen nhau được. Dạ, sau rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ. Hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với. Xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là có nên quen hay không quen gì đó, ngồi phân tích cho mình nghe. Tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao đó sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói thì quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh. Để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn xe qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ông tự gái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Giờ ví dụ như hai bên quen nhau đi, vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bên chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dẫn trong đầu em nói gì chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Xong sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày. Và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau, cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn, con thấy tội nghiệp quá. Con mới lại con cũng hỏi thăm, con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận. Con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao?
Gì? Kiếm gì không? Vậy đó, không con quê, con đi. Tự ái một người đàn ông. Đúng rồi, rất là tự ái. Tự ái đâu? Khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè. Vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà dạ. Hiểu không đó? Dạ. Sao nữa? Xong rồi á ha. Bạn á, thì lúc mình lên tour đi á, thì không đi chung với lớp mình đâu. Đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình. Đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xinh không? Dạ cũng dễ thương. Mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không chút. Đã còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi đi tới Châu Đốc. Cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt, con không có đi vô trong muối miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống, con ôm bụng, con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, vậy là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn, tại vì đó thì đó. Rồi nhưng mà sau đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2021. 2021. Là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì hai hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Ấy nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Hai đứa con có biệt danh trong nhóm là tụi con là CC couple, là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời, cái tên đó nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó kỳ mập. Lắm á. Chó mập không phải là chửi, là thằng mập. Đó, nhưng mà đó là một cái loài, tức là một cái loài cún mà nó ổn định thì nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái loài nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà cái từ ngữ á kêu nó chó mập. Đó, ví dụ thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê, chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn cái ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa, không cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cái xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi với em vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì về nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được, chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm rồi, xưng lại là dạ vợ với chồng thôi. Bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá mạnh ai nó ngủ không có gì hết. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau, rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi, đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa là những cái gì không dính vô người là đều có thể quên đúng không? Dạ đúng rồi. Đi mà lên xe là sực nhớ là quên đồ. Có bao giờ quên bóp không? Bình thường luôn, đi quên bóp luôn, mua đồ ăn không có tiền trả luôn. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên bóp rồi quên điện thoại, quên túi đồ xô luôn. Mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Còn nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu. Là kẹp cái nách luôn nè mà không cảm giác luôn. Dạ không đó. Dạ. Để không đó mà kiếm quá trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á, thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui, rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên, đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại, không có điện thoại là nó không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được? Thì lúc đó là trời, em rất là tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ chỉ lố đâu có 4-5 phút gì dạ. Sao như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống quên con trước luôn. Đó quên con luôn, quên con luôn con hả? Cô dẫn về nhà ăn cơm. Cô dẫn về nhà ăn cơm quên 2 tiếng đó. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn, rất là quan tâm vợ nha, có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á. Rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không à, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra, ảnh thấy mình lau nhà, ảnh ra anh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, tao yếu xìu lau không sạch dữ chân không lau, đây đứa cây đây là lấy tự lấy đau. Mà nói chuyện gì không đó, vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết là quen luôn.
Nếu mà quen luôn cũng không. Anh mà thay đổi dạ. là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cho mất hồn á. Em ơi, dạ, đúng rồi. Em ơi, đưa cái chổi lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không, ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của anh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là anh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy okay. thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình đúng cũng rồi. Thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là con là người đi làm mà. Có hai lần đó là ổng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không có thích những hoa khác. Rồi ổng mới chạy một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc. Xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu. Thì ổng mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ngoài ổng tặng con cái bó hoa. Là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Không làm là chưa làm chồng đó. Dạ chưa, đó là còn là người yêu. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn. Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là con để quên. Con bên Hàn Quốc chứ. Không mang cái bó hoa đó về. Trong năm nay có làm điều gì bất ngờ cho Xuân? Bất ngờ chưa? À, điều bất ngờ hả? Dạ. Chưa đúng không? Trời ơi. Thôi bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À, lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều. Chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Đó, hobby cái bông hồng và một cây bông hồng. Cách đây 6 năm rồi. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa nhưng mà mỗi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen. Yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là tự chế tạo. Đó. Dạ. Rồi thôi em thể hiện. Như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không giống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng muốn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để bạn sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Ông đi ôm vợ cái đi nào. Rồi. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ, thấy cô này đẹp quá. Đó là em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế.
anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là ông đi tắm rồi không? Lúc đó em rung lắm, sợ mình mất. Bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Thôi đi cưng. Chào hai em. Rồi hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ, con 2-3 tuổi. Dù Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ nghe. Xíu. Có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này, em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng, vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng, em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi nướng bà đen với anh đi, mà không biết là cổ đen chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó vô Sài Gòn rồi gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này, hay là em vô đây là vì chỉ gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy, và anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có đi Dạ có Bà Đen không? Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có buổi tỏ đó tình tỏ ơi gì không hay như nào? Dạ có, chị có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại, là chủ động. Nhưng bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là anh ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên đường đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin đó nha. Anh còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi nên là
anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ quá. Rùng lắm anh, đó là em rùng lắm, sợ mình mất. Bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp đúng không? Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn. Nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ, đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Là nay được bao lâu rồi? Dạ, nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm, hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á thì coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ, đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ, em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ, trai gái. Dạ, trai. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Cho thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Vậy em nói trước đi. Vợ em mà có cái tập não cái vàng, nói trước quên sau vậy đó. Bởi vì em hay cằn nhằn hoài, rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà muốn gì không? Mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người, những cái stress là em đã giải tỏa hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì cũng có lý do hết. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Có cái tật kia đâu phải thật xấu đâu, cái đó là tiêu hóa tốt, sống cho sức khỏe. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né
tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra em từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cương ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Bạn bè chung thì là không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mới gặp đó. Dạ, em cảm giác em bị gài á. Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Dạ, thí dụ một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trời ơi, quen quá quen rồi. Hai gương mặt rất là quen thuộc với các bạn trẻ nghe. Thật sự không có nghĩ là sẽ gặp tụi em trực diện như thế này luôn á. Chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời hai em. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Tên thường gọi trên mạng gọi em là Genesis. Em làm ở YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ, em đẻ ở Hải Phòng. Dạ, nhưng em sống bên anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23 tuổi về đây. 23 tháng học xong đại học là em về. Vậy hả? Hèn gì nó cái giọng lớn lớn. Bây giờ em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trời ơi, biết sao mà người đâu mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Phận và tất cả các vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. QL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiễu nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn thì cũng có nhiễu nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Yêu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, cả lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan vậy thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Simesis. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy. Thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Cái đấy là nhớ là 2012 đó. Thì lúc đấy em mới có chơi game mà lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Hồi đó bên anh là em học rồi, khi mà lúc em học có lẽ em học theo chuyên ngành nào? Hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game.
Thì là computer game design and story development, vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Thì đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí, bởi vì em bị cá là em ở nhà em sống một mình, em sống mình từ trước đến giờ rồi, nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Đó là cái việc chính của em. Cái đấy là một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm cũng rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng là một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời, là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp với YouTuber mới, mấy creator mới để biết từng nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra một cái kiểu hai đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% Việt nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám nói gì đâu, giả bộ liếc thôi, em chỉ nhìn thôi, em chỉ dám nhìn thôi, nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra trên Facebook, em làm social media nhiều mà. Thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến em lại xem. Em lại xem qua hết, em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì lại không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy quen, nhìn ra đấy là bé mà mới gặp đó. Như vậy là Xoài Non là người chủ động ad fan anh trước. Đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì lúc mà mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn phải làm quen đi. Cái em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề, thì mới là về các bạn phải làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền: hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Tôi chờ cái câu hỏi này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là mình làm ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo, đúng rồi, không để cho người ta làm hoài. Không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn, bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Đúng rồi. Cái đấy là phải cũng thời gian đấy, bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau, xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Có đôi thời gian. Câu chuyện là như này, nó thật luôn. Cái hôm mà em lần trước em dẫn vợ em đi trong một cái date nào đi, đi ăn đi ha. Thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi, nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là bị đơ, em không biết nói gì luôn. Nhỏ quá, em còn phải kêu là cho anh xem chứng minh nhân dân được không đó, bởi vì thật sự là em không ngờ. Em nghĩ cái tiếng kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc đó còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút. Đó thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy. Thì em cũng hơi hoang mang, nó kêu ok mình lịch sử mà, nó kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác như em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha, em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này
với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. À. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Ừ. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa vì kiểu là biến đi ra ngoài mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Ừ. Thì là em hay qua bên đó em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? À, dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á thì họ kiểu họ đi. Còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em cảm thấy là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng đúng không, dạ, mở đúng lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, được ngon đúng không? Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không? Mình em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi. Tại vì lúc 16 là gặp nhau xong rồi 2-3 tháng sau mới thích. Dạ, dạ. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Dạ, thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Thì là em là đám cưới liền luôn. Khỏi liền luôn. Phải giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Được, anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, cái nụ hôn đầu tiên đó, là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều, thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc ấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kít, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, khoảng 16-17 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn, nhưng mà em không biết cách nào được, mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, không hờ không có tay để nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Thì như trên taxi. Chủ động ra ở đâu? Cái đấy như anh nhớ đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Nhắc gì à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi em. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em một khách hàng như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy em thấy, xong em cũng dạ vợ em để tay em đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm vậy mà em dữ mà khi xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay em đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán vậy á. Hiếu á thì là một người là hoạt động trên social, trên social media là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Dạ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi, thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Là khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa, thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường và em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Dạ. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11, nay là mới có 4 tháng à. Mười son quá ha. Dạ. Dạ. Vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Có không? Thấy nhiều. Nhiều lắm rồi hả? Có nhiều cái kỳ lắm. Tao kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở chính giữa nhà nhảy múa, la hét hát hò.
Hả? Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Còn mát của chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất mà em có thể nghĩ tới, cái ngủ nhiều. Và em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy khó thật. Mà không phải là đâu. Ngày này qua ngày nọ không hay là không phải hàng ngày nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể được đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á, thì em sẽ dành thời gian như buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày thì sao á, em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc xong rồi xem này trả lời kia, rồi em làm hết trong buổi tối luôn, xong rồi ban ngày thì em đi ăn đi uống đi xem phim đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa, ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè, có xấu ăn không nè, ví dụ như đói bụng á là có hay la cọc, em không cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không, như là tật của em không. Vậy em có quyền rồi, giờ tới em đó. Em thú em rất là hay cành nhành, tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em là quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Ờ, là bừa bộn nè. Dạ đúng rồi. Thứ hai nữa hay cáu ăn, mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở em có gì không? Cũng đúng trạng thái à. Đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Dạ, thí dụ một cái tính trẻ con đi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Đi chơi cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó. Dạ, phải nghĩ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tả, em diễn tả nha. Vợ đi mà thiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đang phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi. Nhưng mà em ôm hai gối em kêu là chấp chấp hai tay như này và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Mà nó hơi khó làm một tí với mặt cái buồn. Ở chung với nhau thì nó cũng tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Bây giờ người ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng nhẽo không, cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gọi đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Cô mai chú lè chú lét á, có như là sao không có đâu. Em rất hiểu chuyện luôn. Em hiền lắm. Em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì dám hỏi thì hai vợ chồng về ở chung với nhau, thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng rồi đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang đang thả luôn đó. Dạ đang mong. Ồ vậy hả? Là coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé đâu, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ. Cory đúng không? Dạ. Trời chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà luôn ạ. Cưng nhất nhà, cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà, thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bị muốn cứ để nguyên. Nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ, chính xác. Còn và
vợ anh hay không. Dạ. Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được tốt, tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em ạ. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự là chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ, dạ lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Dạ. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp mà Semisit cũng hợp luôn nữa. Đó giống phim như Semisit. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đẩy lên kiểu TV cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị rối. Vì cái em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên TV. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực. Đó là em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi.